giải pháp tiết kiệm chi phí cho các bác mà các bác không cần phải nâng cấp cam 360, và đây là giải pháp các bác nha. Các bác chỉ cần đá pha một cái này, cái cam đằng trước sẽ hiện lên này, cần quan sát bên nào này, xi nhan bên đấy này, mình sẽ hiển thị được hết toàn bộ cái lỗ bên đấy mà vẫn giữ nguyên cái màn zin nha các bác nhá, cắm rắc zin. Các bác cần quan sát thì tương tự như cam 360, giữ nguyên cam lùi cho các bác này. Đây vẫn là cam lùi nguyên bản của xe các bác nhá. Và các bác sẽ có thêm cái 3 mắt cam nữa để ghép lại thành 4 mắt cam, gần giống với tính năng của cam 360, nhưng chi phí của nó chỉ bằng 1/3 so với các bác lắp cam 360 các bác nhé. Các bác nào mà sử dụng những cái xe đời mới như hiện nay thì các bác có thể qua tham khảo cái sản phẩm này các bác nhé. Đây là cam 3 mắt dành riêng cho các dòng xe, các bác có thể qua Agala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhé.